Bảo sao hầu hết những con mạnh đều bị nớp hết. Hôm qua trận đấy mình xem mà, Đức Anh FF mình xem trận đấy mà. Bó tay không em tôi luôn. Ok Tuấn Thanh Lê ơi, ui cùng anh em trong team TG cả, quan trọng gì đâu em ơi. Team TG lên top 1 là good good job rồi anh em ơi. Búp điểm cho người khác mới sợ chứ. Còn búp điểm cho tiêu led thì có cái gì đâu. Mùa xanh này. Trận này mình sẽ đánh một con cầm được mùa xanh. Mùa xanh hiện tại thì sai làm sao được em? Số này đúng đấy em ạ, số này đúng đấy. Không sai nha. Mùa xanh hiện tại ở early game á thì có con Brand này, con Kata này. Hai con đấy cầm ở early game với mid game ngon. Còn lại mình thấy ít con, hiện tại ít con cầm được bùa xanh ngon lắm. Bùa xanh thì chỉ có bọn 4 tiền cầm ngon thì con Zig à, con Kapma. À đấy, hoặc là mình đánh slow roll con này cũng được này anh em này. Roll con Lissan. Lissan cầm bùa xanh cũng bùa xanh Griffith thì đánh slow roll. Bản này bùa xanh nó cũng không hạn chế lắm. À không 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 có nhiều con cầm được lắm. Lít là một lít một tiền hơi yếu nhỉ. Để con 3 tiền cầm thì ngon hơn. Con gì nữa không ta? Không có ác quỷ luôn mà. Đó, chắc mình phải ghép bùa xanh thôi. Còn bây giờ kiếm một con ác quỷ. Nếu mà bây giờ lên cấp thì phải bỏ một con Warwick đi. Nhưng mà lên cấp cũng được anh em ạ. Tại vì lên cấp thì để kiếm kiểu bọn 2 tiền 3 tiền ấy. Kiếm con Nunu này, kiếm con Brand này. Đấy, đều là hai con rất là ngon, mình đang cần hai con đấy để bổ sung đủ sức mạnh cho đội hình. Phải anh thì anh ấy lấy tiền không sướng hơn à. Làm một ngày kiếm được 500k. Tùy thôi anh ơi, tùy quan điểm mỗi người. Nếu mà mình thì chắc mình không ép đấy em ạ. Trận đấy vẫn đánh được, không có gì phải ép cả. Vừa ép hắc ám à. Đấy, muốn ép, muốn đánh, mình đánh Kata. Brand này. Đấy, up cấp mình ra được cấp mình ra được con Brand này anh em này. Brand với con Kennen này. Này tanh hơi mỏng đấy anh em nhỉ, để hai đấu sĩ tanh có ngon hơn không hay là ác quỷ tanh vẫn ngon hơn? Nhưng mà sau người ta có chuyển khoản cho Đức Anh không anh em? Sau cái trận đấy người ta có chuyển khoản cho Đức Anh không? Hay là bị bùng kèo? Có anh em nào biết không? Có được 5 lốp không? Uy tín à?
uy tín là được tạm tạm. Tưởng lại bị bùng kéo thì chết dở anh em ạ. Mất cả chì lẫn chài thì chết dở. Hôm qua cho 2 3 còng mà anh ạ. À, hôm trước cho kèo top 8 rồi đúng không? Xịn nhờ. Đức Anh đánh out top có kèo anh em ạ, sợ thật. Đức Anh đánh out top có kèo. Đỉnh cao thật. Còn top cao lại còn cấp lại còn out top được 5 lít cơ. Steel còn có người cho kèo FF top 8 20k sao chứ chưa? Đúng rồi, mình cũng thế mà, nếu mà mình có kèo đấy mình cũng không ấy đâu anh em ạ. Mình mà có kèo đấy thì mình cũng không nhận đâu. Má ơi, không có tanh này. Cay chưa? Cho một con tanh cơ đi. Khổ, tôi đánh không out top được, mới dở hơi chứ anh em. Hợp lý này anh Ngọc Tuấn này, hợp lý này, không nên bàn tán nhiều anh em ạ, nói một hai lần thôi. Thì Đức Anh được donate nhiều em, anh để 15k sao và mãi chả đầy thì chả để 15k, anh mà được donate nhiều thì anh cũng để 200k em ạ. Đức Anh nó nhiều donate thì nó để chỉ số to thôi, dễ hiểu mà. Phong Hoa có quả giao điện này chắc mình thua, khả năng cao mình thua anh em ạ. Không được chơi. Chưa có nu nu mà ra cả con này, chết cơm thật. Có định chơi đâu, mấy hôm này cứ dí vào tay tôi bắt tôi chơi anh em ạ, chết cơm. Ai Nico, Nico chơi bài 5 tiền chứ tội gì phải chơi cái bài kata ấy làm gì cho khổ ra. Cùng đao huyết kiếm bên này có mẹ Raven 2 hoặc là AF 2 rồi tự nhiên chơi cái bài đấy làm gì cho khổ ra anh em ơi, khổ cái thân ra. Đúng không, tự nhiên đâm đầu vào cái bài đấy làm gì cho khổ thân ra. Thank you.
Nó chưa tính đồ của mình trong đấy à? Hầm mà bậc hai cái gì? Mấy ông đùa tôi à? Bậc hai để cờ út cút hả anh em? Lẽ mình phải để con này cầm bùa xanh nhé, mình để con kia cầm ra. Fred cầm hết kiếm nhìn dần chưa? Cho nó cầm cùng đao thì ngon. Có con đấy nhỉ anh em nhỉ? Có con Nunu nhỉ? Nunu thì thơm. Mình tính là thực ra cái pha đấy mình tính luôn luôn Nunu á. Tính luôn Nunu đấy anh em ạ. Ta hai luôn này. Đây là xin game luôn. Nhưng mà cái lay 2 có gánh được không? Cái lay 2 cảm giác không gánh được team anh em ạ. Cái hai cầm rồi cảm giác không gánh được team. Thôi ra đuổi. Cái lane 2 thì anh em vẫn phải zone dàn tanh thật trâu cơ. Chứ tanh mà không trâu thì cũng ăn cám. Làm cái giáp máu đi. Đấy, cái hai cái lane không có hiệp sĩ đúng rồi. Ông Khánh Trần này comment chuẩn này. Cái lane nó phải có form hiệp sĩ cơ. Không có form hiệp sĩ thì nó hơi cá đuối anh em ạ. Đồ chuẩn cây le á, đồ chuẩn cây le thì cuồng đao này, bàn tay công lý hắc ám với cả giáp hồi sinh anh em ạ. Mình nghĩ ba đồ đấy là ba đồ ngon nhất. Ông Phong Hoàng chơi game khó thế. Nào ông kêu mình chó đỏ anh em ạ. Phong Hoàng chơi game khó thật. Hột vãi lều thốn. Thọt vãi lìn cứ chó đỏ thôi ông Phong Hoa này. Chỗ này không rôn 8 được anh em ạ. Tại vì cái đoạn ở 7 này mình ở cái đoạn ở 6 này mình đen quá. Mình không kiếm được 4 thây ma. Không thì lên 8 chỗ này ngon, rôn thì ngon. Mình chỉ rôn 7 chỗ này được thôi.
Thứ bốn đồ thôi, con hàng phong hoa này hay khóc lắm, hay khóc nhè lắm anh em ạ. Cái đoạn ra bài cái đoạn này mình ra bài Cảm xấu quá. ơn Hải Vũ đã ủng hộ Đấm TG Fit cường yên bài 50 top 7 sao để 200k mua nhá. máy tính Ok nhá Hải Vũ mới. nhá. Đấm cường yên bài Cường yên top bài ra bài rồi. 7 200k nhé. Cường yên bài ra bài rồi bạn ơi. Hơi khoai đấy. Không, trận này không đánh thời gian 3 được cái trận này mình phải roll 6 ấy, à phải roll 7 ấy, không lên 8 roll được ấy. Tại vì bài của mấy ông này khung hết rồi. Mà tầm này mình không ra bài đấm lên nhà anh em ạ. Còn chưa ra con Nunu nào này, anh em phải ra con Nunu thì mình lên 8 roll thì trận này đánh 4 tiền 3 sao được. Vùi đầu thế. Giáp này biến thú tượng ngon, bí thư hắc ám cũng ngon. Cần chưa? Mà rune này đen quá nhỉ. Nico đây anh em bạn, Nico đây. Đằng nào cũng phải đằng nào cũng phải roll để khung bài mà. Không roll làm sao được anh em, bắt buộc phải roll để khung khung bài chứ, phải phải kích thực hệ như này thì mới Neko mới ổn được. Chứ nãy Neko nhưng mà bài của mình toàn một với cả không kích thực hệ gì ngon ấy thì vẫn cút thôi. Ngày hợp lý rồi. Tính roll thêm một con Darius nữa, phải lên tác phải lên 8 mới roll được. Trận này không roll 8 được. Bởi vì mấy nhà này khỏe cả 7 quá. Mấy ông này khỏe ở 7 quá nên là mình buộc phải đôn 7 luôn. Không để dành cái Neko ấy cho con Darius được. Biết lấy cái gì
À, lấy mẹ cái này đi, có thể lấy 3 tia cũng được. 3 tia cung xanh em ạ. Nếu mà không có Darius thì phải ghép cung xanh, còn không thì 3 tia. Ừ, đố nếp có Momo chắc cả vợ nhận đấy. Chứ ai nhận nữa anh em. Đỗ thì Quỳnh Anh, không phải vợ thì còn ai nữa. Đánh thử set 3 kiếm chưa? Sao lại set 3 kiếm? Set 3 cầm giáp hồi sinh. Giáp hồi sinh hắc ám này. Huyết kiếm với cả vô cực. Anh đánh rồi. Đôn hết rồi 7 này. Cái này không không đủ lực lên 8 đâu, nghèo lắm mà. Gáy thôi. Từ từ để mình xem có cần cung xanh không. Nhà này hiệp sĩ cung xanh chẳng được cái gì lắm. Thôi thì mình phải kiếm một Darius anh em ạ. Mình nghĩ là ghép đồ luôn đây, không đợi được nữa. Đợi nữa rồi anh em ạ. Xài luôn. Cầm một con Darius anh em ạ. 6-7, ông này là 7, ông này là 7 cháy luôn mà, con với cốt 1 thì cháy luôn mà. Này vẫn đủ lực lên 8 này, ảo ma chưa. Ui, lắm nơi cô này. Ui, tròn đồ luôn. Tròn đồ với cả hai nơi cô luôn này. Darius 2 là ngon này. Bốc đồ cho con reo này ha. Cho tanh tí. Này hai con kim rệt rồi này, cuốn cái bái luôn kinh nhờ. Đóng phong hoa gãy căng lắm anh em ạ. Phong hoa gãy căng lắm. Cô Rai 2 với con này 2. Nếu mà đánh top 4 ấy, đánh giải á thì phải nên cô con Rai với cả con Rail này luôn anh em ạ. Nhưng mà nếu mà đánh để top 1 để leo rank ấy thì chưa xài vội. Đánh giải là phải lấy cô hai con này luôn.
Game check bank à? Ok nhá Đức Phát rồi. Em chuyển khoản cho anh bao tiền đấy. Cảm ơn em nhiều nhá. Cảm ơn Đức Phát nhiều nha em ơi, cảm ơn em nhiều nhá. Anh nhận được rồi. Đầu hết cả đầu, mũ tay lại anh em ạ. Không pin bị ban luôn, láo anh em ạ, nhờn. Cứ nhờn thôi. Nhờn thì chả cớ út cút là đúng rồi gì nữa. Mốt tôi có hiền như tôi đâu, mà cứ nhờn. Ông Steel Red Band à? Tôi tưởng ai? Tôi tưởng là ông... À, quên mình chưa để cho Tú nhở. Steel Red căng lắm anh em ạ. Ông Dung cũng quản trị viên biết ông à? Hết quản trị viên hết, Steel Red quản trị viên hết tại APEC mà anh em. Game sau top 1 thiên thần 1000 sao nhỉ? Fit à? Ok Ngưng Hà ơi, 1000 sao top 1 thiên thần à? Ok anh Giai ơi. À anh em ơi, cái giáp máu hắc ám bản sau được fix nặng luôn nhá, được búp nặng luôn đấy. Cái bản này nó yếu quá chả ai chơi anh em ạ. Nên là bản sau người ta búp nặng cho nó luôn đấy. Không, không, mình không đánh model đâu, không đánh model đâu, mình đang cần kiếm một con khác thay con model này. Cần đang kiếm con Darius này. Mà chưa có anh em ạ, con model này không kích hệ gì cả. Cho nó dắt được. Nó trừ 100 máu nhiều quá anh em ạ. Bản sau nó chỉ trừ có 65 máu thôi. Trừ 100 máu nhiều quá anh em. Afe vẫn chơi bình thường em. Phép này, năm phép, năm tay, năm tay, hai năm tay, ba năm tay, ba năm phép, hai năm tay anh em ạ. Kata thì theo hệ sát thủ hay tiên hắc ám ngon hơn là tùy anh em ạ. Mình thì mình thích đánh suy vong hơn, còn tùy, tất nhiên là tùy mỗi người, có những người lại thích đánh sát thủ hơn. Mình thì mình thích đánh suy vong hơn. Hai kiếm ngon hơn nhiều anh em ạ, hai kiếm ngon hơn nhiều. À, ông ấy đã đi rất hay rồi, bảo sao mình luôn trả ra con nào anh em ạ. Đang tiếp 2 với cả ấy luôn mà. Mà AFE 1. Ua AFE 1 thì hơi nhái nhở. Tanh ông này trâu thật đấy, nhưng mà AFE 2 mà thua AFE 1 thì hơi nhái. Đúng không? AFE 2 thua AFE 1 thì hơi nhái anh em ạ. Nhờ ai nhái sắc nhái một tí. Ui hai kiếm này, trời ơi, thôi cho cái nẹt cầm đồ vậy. Vứt rồng cho Rai. Hoặc là vứt rồng tí nữa cho Darius anh em ạ.
Đi hôm trước còn suýt bị ban khỏi group luôn ấy. Mà quý dân này chắc bận hay sao ấy, cũng chả thấy online mấy các bạn. Thôi, đợi đến bao giờ nữa anh em? Kiếm nó sao được AP2 nữa? Tini em chị đậu á. Cho kim đẹp luôn anh ạ. Kim đẹp nó có cung mà, nó có đam mà. Lên cấp thì mình thêm 4 ma sứ anh em ạ. Ra thì tầm này cũng phải chịu thôi chứ làm nào được em ơi. Đến cấp kẹp thêm một ma sứ nữa nha. Mấy nhà này đều cho hết lên trên được này. Nhà này là đam phép à. Cây lê 2, kinh đẹp 2 với cả Raven 2. Vãi cả đái ông này run. Ông Cường Yên Bái ông run đỉnh thế. Luôn thế thì cháu chịu rồi. Đào rượu tiến. Ma sứ anh em đánh 4 hoặc 6 thôi, đừng đánh 8 anh em ạ. Con 8 đỉnh vãi đá anh em ạ. 2. Toàn 5 tiền 2 thôi. Trời đó. Nhờn. Biết là Felios 3 tia không? Lên 9 rồi này. Hôm sau mình lên 9 anh em ạ. Mình cũng lên 9 mà. Ai mà chưa like cho mình xin một like nha anh em. Cảm ơn anh em nhiều nhá. Sao nhiều view thế? Tự nhiên lên gần 3.000 view này. Ôi dồi ôi. Con mực này sấy đau thế. Kim đẹp khỏe chưa? Kim đẹp khỏe chưa? Kim đẹp lo được, kim đẹp lo được nhá. Phong hoa thua này. Cái nhiều view thế nhở? Đi bà. Darius 2 này, dắp máu này. Này con Darius này phải lên Darius 2 nhỉ anh em nhỉ? Cần thì dắp máu nữa một cái được rồi anh em ạ. View ảo rồi. À tiếng bịp, tiếng bịp off nên mới có view à. Ok 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 em ơi. Ui ra đường đồ đã ngon anh em ạ. Nhưng mà để ông Cường Yên Bái này thắng một round cũng không hay lắm. Vi ảo anh em ơi.
Được chưa? Đấy, ông Sutilnet, tôi đánh cùng ông Sutilnet, tôi để Sutilnet top 1 nhá. Hợp lý chưa? Xin lại cái top 1 trận này nhá. Chúng kiến bài thua này. Để tôi đấm bóng phong, để tôi bật mute lên, tôi đấm bóng phong hoa xong tôi gáy phát anh em ơi. Kiến bài đi. Ui, một máu kìa. Có kỵ sĩ à? Thì anh em là kỵ sĩ đúng không? Thôi thì kỵ sĩ làm gì đâu anh em. Kỵ sĩ cho con reo có làm cái gì đâu. Ngọc Trần này tính bịp tôi à? Con AP mới 500k luôn mà, con hàng Ngọc Trần này. Bắn lan chết tôi đi. Em ơi, AP ơi, AP. Ok. AP, xin cái top 1. Phong hoa top 3 luôn. Người comment một câu xem có phải bị ảo không à? Không bị ảo thật đấy anh em ạ. Nay lại không có hứng bốc phét lắm anh em ạ. Không có hứng bốc phét.